chuyển 51kg vàng qua biên giới, bà Trùm Mười Tường bị khởi tố tội thứ 5. Công an khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường, Nguyễn Thị Kim Hạnh tội danh thứ 5, truy tìm thêm 4 người có liên quan trong vụ án. Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg qua biên giới, sáng ngày 18 tháng 12, Công an tỉnh An Giang cho hay, cơ quan an ninh điều tra nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bà trùm buôn lậu Mười Tường, Nguyễn Thị Kim Hạnh, ảnh ca. Theo công an, ngày 30 tháng 10 năm 2020, bà Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam. Trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngô Ưng, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51kg vàng 9.999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Sau khi vụ việc bị bại lộ, Mười Tường bỏ trốn sang Campuchia rồi tổ chức đưa Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn vượt biên sang tránh sự truy bắt của công an. Đến ngày 9 tháng 7, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú. Riêng Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã. Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Phương Quốc Phi, thứ tự từ trái qua phải. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 người gồm Nguyễn Văn Kiệt, sinh năm 1998, ngụ thành phố Châu Đốc, Nguyễn Phương Quốc Phi, sinh năm 1991, Lê Thị Tú Trinh, sinh năm 1994, Lê Văn Bén, sinh năm 1988, cùng ngụ tỉnh An Giang. Nếu ai phát hiện Kiệt, Phi, Trinh và Bén, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh An Giang. Gặp điều tra viên Bùi Công Quang, số điện thoại 0906027282 để phối hợp xử lý. Lê Văn Bén, Nguyễn Văn Kiệt, từ trái qua phải. Liên quan đến vụ án, ngày 28 tháng 10, Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968, để điều tra về hành vi rửa tiền. Ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy, trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang. Cuối tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh An Giang có quyết định đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ thuộc Công an tỉnh do có liên quan đến đường dây buôn lậu Mười Tường. Như vậy, đến nay bà Mười Tường đã bị khởi tố về 5 tội danh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.